hàng là thành công của chúng tôi. Xin chào chị em và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với anh chị em một cái công việc cũng rất là quan trọng khi mà hoàn thiện cái xưởng, một trung tâm chăm sóc xe hơi. Thì cái vấn đề cửa thì rất nhiều anh em hỏi bên mình là nên làm cửa cuốn hay là cửa gấp. Đấy, thì như anh chị em có thể thấy ở bên cạnh mình đây, đây là đang là làm hệ thống cửa gấp. Đấy, thực sự cái độ chắc chắn rồi là cái về cái mặt thẩm mỹ cũng rất là cao. Thì ngoài cái việc là nó không tiện bằng cái cửa cuốn, đấy, mình có thể sử dụng bằng tay hoặc là sử dụng điện. Đấy, thì là về làm cái phần cửa xếp như thế này thì cái phần chi phí sẽ giảm bớt đi rất là nhiều. Và ngược lại, đẹp hay không nó là do mình thôi. Đó, thì anh chị em có thể thấy ở đây, ở đây thì chia ra tổng cái chiều rộng của xưởng thì rơi vào 14 mét, và anh làm hai cánh cửa xếp thì một nửa đây là rơi vào 7 mét, thì anh có chia ra làm những cái ô như thế này, cái ô gấp cửa như thế này, và cái phần dây ở phía trên là anh làm bằng Y15 đấy, và làm hệ thống bi, đấy, bi để kéo. Thực sự cũng rất là nhẹ nhé anh chị em nhé. Anh chị em có thể thấy mình đẩy đi đẩy lại cực kỳ nhẹ luôn. Đấy, rất nhẹ. Đấy, và cái độ chắc chắn rất là cao. Nếu làm bằng Y thì mình sẽ treo cái cánh cửa với cái chiều cao là 5 mét như thế này. Đấy. Và chiều rộng của mỗi ô cửa rơi vào 4 mét, gần 1 mét. Đấy. Thì anh chị em có thể thấy cái phần hoa văn này, những cái phần hoa văn như thế này, điểm thêm cho cái cửa rất là đẹp. Đấy, phía trên kia thì anh làm cái phần song sắt thưa ra để cho cái xưởng của mình nó thoáng hơn. Đấy, về những cái chi tiết hàn, đấy, và những cái phần để cho gánh cho cái cánh của mình nó khỏe hơn, đấy, thì làm bằng sắt hộp. Đấy, sắt hộp. Và bo bằng những các cái sắt nhỏ, sắt hộp nhỏ. Đấy, 1 ly. Thì anh chị em có thể thấy là về cái phần bi chuyển động này, rồi là về phần cánh cửa này, cực kỳ là chắc chắn. Về mặt thẩm mỹ cũng khá là cao. Đấy, thì mình có thể làm cái thao tác đẩy ra đẩy vào cho anh chị em thấy là nó nhẹ nhàng như thế nào nhé. Đấy. Như anh chị em có thể thấy là ở phía dưới này toàn bộ là không có dây nhé. Chỉ có những các cái lỗ để chốt thôi nhé. Đấy, chốt để cho cửa của mình nó khi đóng lại chắc chắn hơn. Đấy, thì là toàn bộ ở phía trên là chạy bằng bi hết, và sử dụng Y15 thì rất là dày và rất là chắc chắn, có thể chịu lực và gánh lực được cho toàn bộ hệ thống cánh cửa. Đấy. Đây thì cửa mình vừa mới kéo vào đây, thì bây giờ mình sẽ làm cái thao tác kéo ra cho anh chị em thấy. Cũng rất là nhẹ nhàng thôi, cực kỳ nhẹ nhàng. Đó, cửa thì có thể làm chuyển động. Đấy. Bằng bi quay. Cực kỳ nhẹ luôn. Thì anh chị em có thể thấy đây là một cái cách thức làm vấn đề cửa, thì làm cho cái xưởng của mình nó sẽ cao và nó thoáng hơn rất là nhiều. Đấy. Thì đây là một cái cách làm cửa của một xưởng. Đấy. Rất là cũng khá là đẹp anh chị em ạ. Thay vì mình làm cửa cuốn thì mình có thể là coi đây là một cái mẫu để mình vận dụng trong cái xưởng của mình. Đó, thì toàn bộ cửa thì sẽ ép về hai bên. Đấy, cũng rất là thoáng. Vừa rồi là đôi lời chia sẻ của mình về vấn đề làm cửa nhé. Thì anh chị em để kỹ hơn, sâu hơn về vấn đề là bố trí, rồi là về cách thức làm của xưởng như thế nào, thì hãy liên hệ bên công ty để được anh em tư vấn, rồi là bố trí một cách khoa học nhất. Đấy, và xưởng làm sao chắc chắn nhất và hiện đại nhất. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.